Chào cả nhà, đây em có một con đồng hồ AX nha, của Armani đó nha, hãng của Ý á. Con này size đến 47 lần, nó độc lạ nè, có hai cái đồ hai nút bấm nè, giống như tay thắng xe mô tô vậy. Đây, lịch là lịch cười nha, 6 kim bấm giờ thể thao. Đó, dây đề mi. Khóa bấm nó len ken nguyên rin nha, full chức năng. Đó. Đằng sau là đáy xoáy luôn. Con này bao chính hãng cả nhà luôn nha. Dạ quang sáng. 6 kim lịch cười dây đề mi. À, dừng nè. Reset nè. Đó. Mặt hai lồng luôn. Rất là đẹp cả nhà. Con này phù hợp tay anh em phải trên 16 mới đeo nổi nha. AX. Quá ngầu quá bự luôn. Rồi, em mời cả nhà nhé.